Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu này như sau. Để dễ dàng cho tính toán, mình sẽ vẽ hình cho dễ nhìn. Chúng ta biết ở đây có bốn dãy ghế, mỗi dãy có ba chỗ ngồi thì chúng ta sẽ có một dãy ghế và chúng ta có ba chỗ ngồi. Như vậy chúng ta vẽ hình ra. Tiếp tục, bây giờ mình sẽ đi tìm tổng số cách chọn trước. Chúng ta biết ở đây có đến 12 chỗ ngồi và chúng ta có tổng là 12 học sinh. Như vậy, dãy đầu tiên, chúng ta có 3 chỗ. Như vậy, chúng ta có 12 học sinh, chúng ta sẽ sử dụng C3-2. Có nghĩa là chúng ta chọn 3 học sinh trong 12 học sinh ở đây. Sau khi chúng ta chọn 3 học sinh đầu tiên, chúng ta chỉ còn lại 9 học sinh cho dãy ghế tiếp theo. Như vậy chúng ta sẽ có C39, tương tự C36 và C33. Bây giờ chúng ta chọn bao nhiêu cách chọn sao cho mỗi dãy có ít nhất một học sinh nữ. Bây giờ chúng ta có 4 dãy ghế đúng không? Thì bây giờ chúng ta có 5 học sinh nữ. Như vậy chúng ta sẽ chọn C45. Có nghĩa là sao? Chúng ta sẽ chọn 4 học sinh trong 5 học sinh ở đây để mình sắp xếp mỗi học sinh nữ vào đây, vào đây, vào đây và vào đây. Tuy nhiên chúng ta sẽ dư ra một người, đó là một học sinh nữ. Như vậy một học sinh nữ có thể đi dãy này hoặc dãy này hoặc dãy này hoặc dãy này. Như vậy có nghĩa là chúng ta nhân cho 4 trường hợp xảy ra. Như vậy, chúng ta đã tìm xong tổng số cách chọn cho có mỗi dãy ghế ít nhất một học sinh nữ. Bây giờ chúng ta lấy cái này chia cho cái này và chúng ta ra kết quả. Và chúng ta bấm máy tính cục này thôi. Chúng ta sẽ ra là 1 chia cho 18.480. Như vậy trong đề nó là A cộng B. Như vậy chúng ta sẽ lấy số 1 cộng với số 18.480. Như vậy mình phải ghi là 18481. Và đây chính là cách giải. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.